kính bà sư con có thắc mắc tại sao chư tăng hiện nay không thống nhất một màu y và một cách đắp y mà có nơi màu vàng nơi màu cam ở miếng điện thì lại màu khác nữa và vì sao các vị tu nữ lại mặc áo màu hồng mà không phải màu khác con thấy y áo của bắc truyền khất sĩ lại khác với các vị sư nguyên thủy con thấy rằng càng về sau càng đi xa với cái gốc con nhớ thời đức phật dù là tỳ khưu hay tỳ khưu ni cũng chỉ có một màu áo như nhau. À, vào thời đức phật cái tăng ni màu y không có giống nhau. lý do là do cái màu nhuộm nha, à, rất là hiếm những vị mà có thuốc nhuộm hiếm lắm hiếm lắm à, trong tạng luật ấy trong tạng luật ấy à, hiếm những vị mà có thuốc nhuộm để mà nhuộm y lắm nha đa phần á là các vị sẽ lấy cái uh, rễ cây uh, để mà làm cái màu uh, để mà nhuộm y cho nên thường ấy cái màu y là những cái màu tối và có một số màu uh, Đức uh, Phật có dạy trong Tạng Luật là không có được nhuộm ví dụ như màu xanh uh, hoặc là cái màu uh, màu đỏ máu màu đỏ máu là không có được nhuộm đại loại như vậy đó rồi ví dụ như cái màu mà màu nghệ cái màu vàng sáng của nghệ đó thì cũng không có được đấy à, thì chính bởi vì như vậy đó chưa tăng thì muốn gì biết mà cái rễ cây thì nó, mỗi một cái loại rễ nó cái màu nó không có giống nhau rồi cái thuốc nhuộm thì nó cũng không có giống nhau cho nên ngay cả vào thời đức phật màu y cũng không có giống nhau nha nó chỉ có cái màu mà nó hơi chỉ cần là nó, nó hơi chìm thôi màu nó hơi chìm thôi là đủ rồi không có giống nhau y áo chưa tăng bây giờ là có thuốc nhuộm cho nên là màu tương đối nó giống nhau nữa à, nhưng mà do cái uh, truyền thống của mỗi nơi cho nên là có khi là các vị đó dùng cái thuốc nhuộm nó không có giống nhau chứ còn nếu mà đúng là chưa tăng không có màu thống nhất nha mà chỉ có cái màu của rễ cây Rồi mỗi thứ, mỗi thứ nó mỗi, thứ, mỗi thứ khác thôi à, Sư Tạm ha, sư, sư Tạm à, Có cái suy nghĩ như thế này Đó là do đó Khi mà các ngài à, Trên con đường mà truyền đạo á thì mỗi một vùng đất mỗi một vùng đất thì nó sẽ có cái loại cây uh, nó phổ biến uh, và chưa tăng ở cái vùng đó dùng cái loại rễ phổ biến đó, đó để mà nhuộm y thì cho nên là một cái vùng đó y ấy, cái màu có khi nó đậm nhạt nhưng mà nó sẽ có cái màu nó tương đối gần với nhau và đương nhiên qua cái vùng khác thì nó sẽ có những cái loài cây khác À, tại sao mà các vị mà... ban đầu á, à, phật giáo bắt truyền cái màu á, là cái màu à, cho cái màu à, màu xám à, tại sao như vậy bởi vì à, theo như sư biết á, là các vị à, nhuộm cái, cái y nhuộm cái y nhuộm nhét ở dưới bùng sình nhét ở dưới bùng á rồi làm như thế nào đó à, cho nên là nó sẽ ra cái màu cho rồi có một số cái vỏ cây một số cái vỏ cây hoặc là cái cái vỏ trái cây, cây nó sẽ cho là cái màu màu nâu màu đà đấy à, cho nên là cái màu thì chắc chắn là không thống nhất nha không thống nhất còn cái tấp y thì um, các vị sư uh, theo Phật giáo uh, nguyên thủy uh, vẫn giữ cách đắp y vào thời Đức Phật không thay đổi. Nên cho nên quý vị thấy như vậy. Uh, cho nên vào thời của Phật ấy, vào thời Phật uh, chưa tăng nếu như mà có có đắp y ấy, thì nó cũng tương tự như thế này, không có thay đổi. Uh, nhưng mà do khi mà qua bên uh, khi Phật giáo truyền qua Trung Quốc Phật giáo truyền qua Trung Quốc Thì có nhiều cái Nhiều cái Giai thoại khác nhau Có giai thoại thì nói là Bà Võ Tắc Thiên Lấy cái Y phục của Nhất Phẩm Triều Đình Để mà đổi Thay cái Y cho Tăng Đoàn Ở Trung Quốc Do cái cách đắp Y mà hở vai đó đối với người Trung Quốc ấy, thì nó tương đối là nó không có được kính đáo đấy. Nhưng mà theo như trong kinh ấy, thì Đức Phật nói như thế này: ờ, vào thời mạt pháp ấy, sẽ có lúc uh, chư tăng ấy, hợp bàn với nhau và đồng loạt bỏ cái y đang mặc để mà chọn một cái kiểu quần áo phù hợp hơn và dễ uh, dễ hoạt động hơn quý vị thấy mấy sư mặc cái y như vậy nè uh, phải nói chứ lao động rất là khó kêu đắp y vai trái mà đi đi đi, đi làm chỉ riêng cái chuyện mà quét sân lao chánh điện ví dụ như vậy đó nó rất là phiền nó rất nó nó không có tiện cho nên đức phật nói là sẽ đến một lúc ừ, chưa tăng hợp với nhau và đổi cái y để mà theo một cái loại mà thuận tiện hơn à, cho các cái hành động đấy rồi dần mất dần đi mất dần đi cho đến um, cái lần cuối cùng ấy một cái vị tu sĩ một vị tỳ kheo chỉ còn một cái mảnh vải dắt ở trên người mà bây giờ quý vị nghĩ nó giống như là một cái miếng vải trắng mà dắt trên cổ mấy ông cha đó thì các vị tu sĩ thì chỉ có một cái miếng vải vàng dắt ở trên người đó để mà tượng trưng thôi lúc đó bây giờ chỉ tượng trưng thôi à, để phân biệt đây là một vị tỳ kheo và lúc bây giờ đó các vị tỳ kheo vị nào mà còn giữ được bốn bức cộng trụ thì phải nói là hiếm Y như là các, các vị A-La-Hán Mà bây giờ đi tìm vậy đó Đấy ờ, Và cái Cái xu hướng Cái xu hướng bỏ cái y nguyên thủy Để mà thay bằng Những cái y phục khác Nó thuận tiện hơn Đó là một xu hướng tất yếu Khi mà giáo pháp gần Đi đến hồi cuối còn cái việc mà tu nữ thì như thế này vốn dĩ ban đầu phật giáo làm gì có tu nữ ờ, chẳng qua là sau khi mà ni đoàn không còn nữa những người nữ có cái nhu cầu muốn xuất gia muốn tu thì không biết bắt đầu từ hồi nào thì các cái vị trưởng lão mới đặt cách ờ, nhưng mà tu nữ thì không thể mặc y như là sa di ni hay là tiền kheo ni được mà tu nữ cần phải mặc một cái y như thế nào đó để nó tách bạch ra à, thành ra là có nơi thì tu nữ là mặc cái y màu trắng có nơi tu nữ mặc y màu hồng à, là như vậy đó mà quý vị hỏi tại sao màu hồng thì uh, phụ nữ